cuộc sống nghỉ hưu của nghệ sĩ Chí Trung. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đang tận hưởng những chuyến du lịch bên Á hậu doanh nhân Ý Lan sau khi nghỉ hưu. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung và nghệ sĩ Ngọc Huyền từng được coi là cặp đôi vàng trong làng showbiz. Thông tin cả hai ly hôn khiến dân tình không khỏi tiếc nuối. Sau khi ly hôn, nam nghệ sĩ và vợ cũng hạn chế nhắc đến nhau trước truyền thông. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung từng chia sẻ, sau khi ly hôn anh mất 2 năm rơi vào trạng thái trầm cảm. Có những lúc không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Tới cuối năm 2018, anh mới có dịp quen biết doanh nhân Ý Lan. Đến cuối năm 2019, họ mới yêu nhau. Sau ly hôn với vợ cũ là nghệ sĩ Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái Ý Lan. Cả hai công khai chuyện tình cảm từ đầu năm 2020. Kể từ sau khi công khai, cả hai không ngại thể hiện tình cảm hay thoải mái tương tác với nhau trên mạng xã hội. Hiện tại, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đang cùng bạn gái mới tận hưởng những chuyến du lịch vui vẻ sau khi nghỉ hưu. Trên mạng xã hội, nghệ sĩ Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi không ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau. Có thể thấy, cả hai đang tận hưởng những giây phút lãng mạn bên nhau, thường xuyên hẹn hò lãng mạn, đi du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, trong một chương trình khi hỏi về chuyện tình yêu với bạn gái hiện tại, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung cho biết, với Ngọc Lan, chúng tôi yêu thôi chứ không lấy. Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả. Đến độ tuổi nào đấy mình sẽ làm phiền người khác vì sự khó tính của mình. Tôi đã đặt chỗ trong viện dưỡng lão rồi, nhưng lúc này tôi vẫn đang rất tốt, rất hạnh phúc.